ở Heo Gió Bãi Dài Trang. Mọi người ghé đây tập diễn. Đây là lần đầu tiên mình tới đây luôn cả nhà. Đây là được cô Tuyết dẫn cả đoàn của mình đi tới đây. Mình thấy khu này cũng mới vừa làm thôi. Đây là địa điểm cái quán của mình ghé nè cả nhà. Bãi Dài Cam Hải Đông Cam Lâm. Ở đây thì có rất là nhiều quán luôn. Có rất là nhiều quán sát bờ biển luôn. Giờ mọi người sẽ đi vô trong cái chỗ này đi tắm biển. Đi vô mấy cái quán này nè. Ở biển thì ta làm gì thôi bà con ơi. Thì sát biển á, làm cao quá không nguy hiểm. Đây người ta bán hải sản rất là nhiều luôn. Đây là quán Đại Long. Phục vụ các món hải sản tươi sống, cơm đoàn và cơm gia đình. Rồi mình dẫn mọi người vô tham quan cái quán này nha. Ôi, con này có gì đây? Tôm hùm. Tôm hùm đó. Vậy hả? Mấy kỹ. Dạ nè. Đây đây. Mọi người đang tham quan. Tôm gì lậu ghê vậy? Trời ơi, nó bay kìa. Tôm gì lậu dưới cái máy luôn á. Nó thế. Ghẹ ghẹ. Wow. Mình ở sát biển luôn, có rất là nhiều hải sản tươi sống. Đây, ghẹ. Ồ, lát nữa mình sẽ hấp với bia. Hấp bia. Đoàn của mình chọn một cái địa điểm sát bờ biển luôn để nghỉ ngơi, ăn uống ở đây. Ở đây có rất là nhiều quán nha, sát bờ biển luôn. Thì đây có ghế bố nè, ghế ngồi nè, rất là thoải mái. Em ơi, cái này nó sát mấy luôn. Đã quá à. Mình nghĩ là khi mà nước lớn á, là ở đây nó ngập luôn á. Ăn kem không chị Lo? Mấy thứ đi. Đây có một chú bán kem nè. Chị Lo kêu kem. Rồi, ra biển ăn ăn kem bà con ơi. Ăn kem không bà con ơi. Đây là kem bãi biển, Bãi Dài, Nha Trang. Bánh còn ngon lắm. Dạ. Có sô cô la không chú? Không, kem dừa cũng đậu xanh ngon lắm. Em lấy còn cái bánh màu nâu này là chú ơi. Cái bánh này nó ngon lắm, bánh xanh dứa này. À, xanh lá dứa ha, còn cái nâu này là sao? Là cái mùi thanh long á. Dừa dâu hả? Đậu xanh luôn. Đậu xanh cái trắng là gì chú? Oh. Trắng là dừa. À dừa. Dưới đậu xanh. Cô mới hàng cho tôi một chén đậu hũ nóng ơi. Trời ơi, tôi vừa mới xuống. Ăn luôn thì sao mà cũng trội lắm. Chưa kìa, chưa. Nó dặn chưa mà mới ăn đây mà ăn gì nữa. Ai ăn kem nè? Ai ăn kem không? Ai ăn kem không? Kem bánh là kem sao? Cái bánh nó ngon lắm nè thiệt chứ. Hả? Có bánh không? Cái bánh này ngon lắm nè thiệt chứ. Bánh ở nhà làm luôn á. Bánh nó ngon hơn bánh mì luôn mà. Kem đẹp lắm nha. Giờ này mình đang ở Bãi Dài, rất là đẹp luôn bà con ơi. Cái nước nó dần vô tới cái sàn mình luôn nè. Nhìn biển rất là đẹp, sóng đánh rất là đẹp luôn. Ôi ôi. Ừ. Bự dữ hả? Đúng. 2 kg hả? Giờ mình nấu canh chua hay gì? Nấu canh chua. Trời ơi ngon vậy. Chiên. Đồ này kho tổ. Thôi em cộng được nó dễ vậy. Nó dễ cái nó sắp tay em á. Bông bông bông. Hết biết cho mong muốn rồi. Đó. Cái này đứng ở dưới biển chụp lên hả? Nói lại mới bắt ở dưới biển. rồi sảy rồi đừng bắt. Ờ cá nó bự rồi. Cá bóng muốn. Bóng muốn. Cá bóng muốn. Đó. Quá trời. Em không biết chị Tiết hỏi. Giờ chị Tiết, cô Tiết đang đi kêu đồ ăn. Ở đây là bà chủ quán thương yêu, mấy chục năm đến đây rồi nên ra những cái giá này để đây là giá như vậy, nhưng mà khi tính cho gia đình mình bà chủ sẽ giảm xuống hết. Tính giá hữu nghị yên tâm, tính giá hữu nghị. Dạ. Hải sản tươi sống, ngon bổ ngửa, quên lộn ngon bổ rẻ. Lát nữa lấy. Trời ơi, cái ống muối bự đó, biết chưa? Đã. Nó cắn không chị? Ai? Chắc này là mấy chị sẽ bắt đầu làm đồ ăn. Dạ ai? Này là sò dương hả chị? Ừ. Ủa sò dương,
kia ăn con sầu huyết kìa, mà nó bự. Con này là con gì nè, quên rồi. Con gì tím tím hả chị? Trời ơi, dính theo chùm bà con ơi. Ừ, chùm luôn. Dính theo chùm mà. Ngồi vậy ta, dính chùm nè. Con nhiều chùm luôn. Ở đây rất là nhiều loại ốc luôn. Con này là cái con gì đâu? Con này là con dòm. Dòm đúng rồi, dòm đúng rồi. Là mình dòm nó thôi, mình không được ăn hả? Phải, cái tên của nó là con dòm. Em hiểu không? Nó nằm ở trong kẽ không mà. À? Ừ, đẹp chứ hả? Nó dính theo chùm. Đúng rồi, nó ở trong. Trời ơi, đẹp lắm luôn á. Cái này người ta, mấy người thợ lặn, người ta lặn mới được có thiệt mà. Chị Thủy ơi, khi nào em về quê chị Thủy đi chị Thủy. Chị Thẩn về. Đây là con dòm nha mọi người. Cái này là nó nằm ở trong cọc đá hả? Trong kẹp đá không à. Người ta đi người ta lặn nó xuống xong người ta lấy đồ người ta cậy nó mới được á. Chị Thủy là quê ở Bình Thuận không chị Thủy? Phan Thiết. Mũi Né Phan Thiết cho nên là chị Thủy rất là rành về đồ hải sản. Đây nhà mình. Này là hấp xả ớt. Cái này là ốc hương. Nhà mình hấp xả ớt. Còn con cá bóng mú thì là mình sẽ làm cá kho tộ với lại nấu canh chua. Quá trời cá nó bự. Sống luôn bà con là bự. Cá này 2 kg mấy. Hết biết cá bóng chưa? Canh là mình muốn ra tô không con? Không có lẩu. Không có lẩu. Ôi. Này là mực. Nó đẹp đó chị, 2 kg mốt lấy luôn nha. Chị nó 2 kg mà con này lừa 2 kg mốt rồi. Rồi lấy luôn đi. Trời ơi, một cây mực. Một con á hả? Một con. Thôi một con một. Cái con này gã đông nhìn bự luôn á. Con này gã đông là khủng khiếp. Tưởng đâu bỏ vô cái bọc chứ. Nó bự lắm à. Con này tưởng đâu bỏ vô cái bọc. Một con mực bị lớn rồi bà con ơi. Giờ chị gã đông. Em ra chị thấy em ra. À không, có cái bọc bao ngoài. Có cái bọc rồi. Nhưng mà một con mà như đây là nhiều nè. Khui bọc đây, đưa đây. Để nguyên con thì chị thấy để cho nó bự không có, để mình cắt cái bọc ra mình thấy nó bự. Trời ơi, con mực này nó bự nghe. Lần đầu tiên mình thấy cái mực bự vậy luôn. Một tí hả? Một con mực mà nặng 2 kg mốt. Ta đóng gói cái này cũng hay quá ha. Giữ cho nó tươi mà. Ghê vô sao bỏ vậy luôn á. Ghê thiệt chứ. Xong chưa, em đi nếm làm cá rồi đó, thật ghê. Rồi, đây là con mực. Trời ơi, lần đầu tiên thấy con mực bự vậy luôn á. Chị Thủy ơi, rã đông qua cho mình nhìn bự coi. Để từ từ đi, rã đông. Để hồi rã đông đi. Rã đông, rã đông mới được. Rã đông, rã đông đi cho nó đẹp. Rã đông đi. Rã đông đi, rã đông đi. Ồ. Đó, Thủy mới xuống bắt lên á. Thủy mới lên. Chị Thủy hay thiệt. Cái này chị đi lên được xả. Ê ba cái vụ mực mực. À rửa lại hả chị? Rửa cho sạch sẽ mới nấu được chứ. Dạ. Đi ủng hộ em đi chị ơi. Dưới này mấy chị sẽ nấu ăn cho đoàn của mình. Mấy món đặc sản của Nha Trang. Đây là ốc hương luộc xả. Làm xong cá bóng rồi bà con ơi, rất là bự luôn. Bây giờ còn một luộc. Đây là tôm. Tôm này là tôm gì chị? Đây là tôm thẻ. Tôm thẻ. Ủa này tôm này là bạn em luôn hả? Này là món gì chị? Tôm là của bạn mình luôn. Đây là cá chim. Ồ, lậu nhanh kìa. Đó. Lậu kìa. Này nấu ăn giống như gia đình vậy. Yeah. Tới cái bắt đầu nấu. Này là nấu canh chua. Vậy là mực đó là món gì chị?
nướng, nướng hả? Sắc ra nướng không? Này con mực nó cứng ngắt luôn. Cứng đá vậy. Đó, biết bự không? Con mực 2 kg. Mực tư ghê hồn. Đây cái đầu mực này. Cái đầu mực. Còn cái này là cái vây của nó bơi nè. Cứng ngắt vô đây luôn. Ủa sao mới chụp hả? Mới chụp và có liền luôn. Hay vậy hả? Nhanh dữ hả? Rửa máy mà. Rửa nhanh quá hả? Gần đây nó có máy rửa ép liền mà. Mới chụp đi có liền luôn rồi. Nó giống như là bên đất sét ở Đà Lạt đó. Đẹp ha. Có chút xíu không có hả? Bây giờ mình đi xuống dưới biển coi mọi người tắm biển bà con ơi, tốt rồi kia luôn rồi kìa. Trời ơi. Đi cano nữa. Mình cano ơi. Có chiếc tàu nữa nè. Ôi. Wow, ở đây nước sóng được luôn nè, sóng quá trời mạnh luôn. Rồi lạc rồi. Bên kia kìa. Ướt. Giờ nhóm mình đang tắm ở ngoài khơi kia mà coi rất là xa luôn. Ở biển này thì sóng rất là dữ. Xa tốt ngoài kia luôn. Nguyên bãi biển rất là đẹp. Bà con thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Ở phía bên đây cũng có rất là nhiều người tắm nè. Nước nó tràn vô trong cái sàn mái che của người ta luôn. Mình nghĩ nước lớn nó sẽ ngập lên cao nữa đó. Dữ dằn không ta chơi lướt ván nè. Giờ mọi người đi chơi cano bà con ơi. Chơi xe nè. Có chạy luôn không? Rồi đi luôn đi, đi luôn. Chạy đi luôn. Cháu đi kìa, cháu đi kìa. Cha leo lên đi cha. Leo lên đi. Tới cha mình leo lên. Rồi, quay lại, quay lại. Quá dữ rồi. Đây nhóm của mình là có ổi nè, có sòi nè, ổi có mặn, có mặn nè, có rất là nhiều đồ ăn, có củ sắn, có bánh, có củ sắn. Giờ em sẽ xuống em gọt lên cái đè đói bụng cái ăn sòi với ăn đồ chua không à. Nửa tiếng là 1.4 triệu. 1.5 triệu là nó chạy rồi, nó mừng thấy bà đó luôn. Giờ này chị sẽ làm con mực nè, quá trời bự luôn. Nó gã hả? Hơi gã. Này cắt mực ra, ở giữa nó có cái gì cứng cứng không? Trời ơi, ở trong đá.
Nước tiết mực kìa. Không có kênh nữa là sao vậy? Mực này 2.1 hả chị? Ớt biết không? Quá sao? Wow! Bự không? Dày vậy đó hả? Là dày. Mực bự mà. Wow! Dữ dằn lắm Lâm ơi. Đầu hay trời bát. Cái này là cái đầu mực nè, rất là dữ luôn. Khúc giữa này nó cứ ngắt nè. Nó có cái thành cứng ở giữa nè. Giống men mực ống nhỏ nhỏ. Mà cái này nó bự quá bự. Mực con ơi, cả đoạn mình ăn luôn rồi. Dữ dằn chưa? Này kìa. Giờ làm nướng miếng bê lớn ha. Này là mực nướng bà con ơi, là mực nướng. Cắt ra rồi thì nhìn nhỏ, nhỏ xíu. Ban đầu không biết con mực bự vậy đâu. Cắt ra bé lớn không biết mực bự. Cái bếp này lát nữa mình sẽ nướng mực nè. Làm ta đốt trước. Này là chị đang làm mực ở trong đây. Giờ tới phần đầu, đầu hết chứ bự. Hết tiếp không? Miếng bự, bự bự bự. Cái cây ngang nhau gì? Này là chị ướp ớt xanh để nướng nướng mực. Để vô trộn. Làm cá bóng mú xong rồi chắc này vẫn bị nấu canh chua. Nấu canh chua vậy làm gì ta? Kho hay gì á? Một con cá là như đây ha. Cái này là chị đốt bếp lửa này để nướng con mực bự ở trong kia. Mực rất là bự luôn. Giờ này chị sẽ ướp kho cá với lại nấu canh chua. Cá bóng mú. Siêu to khổng lồ luôn. Đi ra ngoài tới biển là người ta mua xong người ta sẽ nấu ăn cho mình luôn. Đây là chị, cái này là kho hả chị? Chị Niêm đang niêm đồ kho. Kho cá. Này là nước màu, kho màu sậm. Ngoài kia mọi người đang chuẩn bị tắm biển ngoài kia kìa.
kho mấy khứa còn lại nó mình chua. Nhìn hấp dẫn chưa? Rất là ngon luôn. Này chị dầm me vô canh chua, canh chua cái bóng mú. Này chị nấu 4 bếp một lượt luôn nè. Mình là chị hấp gừng. Còn cá ướp muối tiêu xanh nãy thì là mình nướng của ớt xanh. Hấp gừng. Một con mực làm hai món luôn. Mình để ớt đỏ dễ luôn đó. Xuống coi tôi bao nhiêu cái trứng là đem lên hết. Thấy là để nhiều món là thấy sạch sợ rồi, mà tại nó đâu có chỗ đậu thôi. Ừ, còn này là tôm, này là tôm thẻ luộc hả chị? Ram. Ram hả? Này là tôm này, chị vô ram mặn. Đây là cá bông mú kho, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Này chính một món mực, hấp gừng rồi nè. Giờ này chị mới nêm cái tôm này nè. Ngon chưa? Đây bà con cô bác nè, tới đây biển Eo Gió Bãi Dài thì vô quán Đại Long nha. Quán của chị tên là quán Đại Long ở khu Thiền. Nấu ăn rất là ngon. Ăn quá trời chuẩn luôn à. Thấm từ 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 vô ngon. Mì tôm mình nó lên màu đẹp thiệt. Kho riêng có đây mà kêu không thấm nó mới sợ. Ngon lắm, ngon. Chị làm từ từ
ngon vô thịt. Đây là việc đẹp chứ đâu mà việc đẹp luôn. Bên bè bên kia cho ba món ra, rồi bên bè nọ hai món là xong mấy đâu mà. Là bếp dữ vậy. Chị nấu rất là kỹ luôn. Từng hết miếng thịt kỹ. Cái này chị để rau canh chua vô là chín rồi đó. Chị chủ ở đây nấu ăn rất là ngon luôn. Đến bờ biển, đến nhà hàng Đại Long bà con ơi, sát biển luôn, rất là đẹp mà nấu ăn ngon nữa. Thì rau ngò ôm để vô canh chua liền. Hai cái trứng. Đây là chị chiên trứng. Hạt chiên nữa. Xong thì món trứng nữa. Giờ chị sẽ gấp cá ra ngoài cái nồi nè. Đây là nó giống như cá potato vậy. Đó, cá potato luôn. Ngon chưa? Rồi ra ngoài giờ bắt lên cho sôi không chị? Bắt lên cho sôi rồi bưng ra. Để nước lên, bắt lên nóng. Ngon chưa? Giờ mình chỉ bắt lên cho sôi, mình sẽ bưng ra ngoài kia. Rồi, xong một món hoàn thành. Trứng chiên. Món này là rất là ngon luôn bà con ơi. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Ngon chưa? Quá trời hấp dẫn rồi. Chiên thêm mấy cái trứng nữa. Hấp dẫn chưa? Còn 1-2 ký mấy. Wow.
quá trời, một cái bự rồi bà con ơi nè. Ngon chưa? Đây là đồ ăn của đoàn xe của mình nè. Còn có một món mực hấp gừng. Này là tôm rêm mặn và trứng chiên. Đây là cá bóng mú kho tộ. Đây là mình còn món ốc hương lục xả. Ốc lục xả. Quá dữ luôn. Cái này mọi người tắm biển lên rồi đó. Cái này ăn dữ. Này là thường chị Loan rất là thích ăn món rau muống xào tỏi nè, bởi vì quán nào có món này là kêu liền. Cái này chị bếp sử dụng tuyệt chiêu là bếp kè. Đánh nhanh được. Mười lăm phút. Thôi 15 phút quay ra. Bao nhiêu tiền đó? Ra đi 1 tiếng thì nhiều người ta không có tiền. 15 phút rồi tôi cám trên đi tour 500 ngàn chứ nhiều tôi đi nhiều quá không có tiền. Đây là mình còn thêm món mực ướp muối ớt xanh nướng. Chưa? Quá xuất sắc luôn. Khi mà để về mới có được. Ôi, ở bên kia công tử nữa kìa, hát công tử, bạn công tử hả? Cho đây là hát công tử hả? Đưa lại là em mới làm công tử. Đây bạch công tử hả? Cái nón này ta cho thuê chụp hình nha. Ngon. Đây là con mực 2 ký mấy. Hồi nãy ăn có bánh ra coi không? Đó. Ngon không chị? Có ướp không mà? Ướp ớt xanh hả chị? Ướp ớt xanh. Ngon. Cảm nhận đi. Sao chị? Ngon. Giờ này mọi người đang ở bãi dài. Xin mời bà con cô bác cùng ăn cơm trưa với nhà mình với đoàn xe của mình nha. Rồi ăn xong rồi mọi người sẽ đi tắm biển tiếp tục. Mình thấy biển ở đây cực kỳ đẹp luôn. Xin mời bà con cô bác cùng ăn cơm trưa nha. Rất là nhiều đồ ăn ngon luôn. Ngồi lấy ghế ngồi lên luôn. Dạ con này nè. Rồi cái chảo cá kho này quá chừng ớt luôn anh ơi. Rồi này là món ruột. Ở dưới nè. Cho cái cá riêng cho nó đi. Đây nè, ở đây nó có ớt nè. Dạ để đi chị, để lát em gấp. Để cái chảo ớt quá chừng ngon luôn rồi. Tại đi con ăn mấy món kia nhóc món mà. Ngon. Ngon lắm. Đó anh mới niêm rồi đó. Đó là kho chưa đậm đà nữa chứ vẫn hết rồi đây á. Kho lạc lắm. Nó với con cá nó kho nhau lắm.
Biết cái gì không? Mới đi nước mắm vô. Biết cái gì không? Nó đậm đà hơn cái ở đằng kia, kia ngọt quá. Để vô niêm. Em mới vô làm. Để vô niêm, để vô niêm lại. Bên đây em vô em làm á. Để vô. Cắp tôm chi sớt cho chơi ở chơi, ở trên nhậu. Ở dưới hả? À. Rớt để là để ăn cơm mà. Con này nó xuống nữa là ông phải làm cái bữa lớn lên. Thôi bắt cái xuống sao mọi người. Ốc hương hả chị Thủy? Này có mà có rau quá nhúng vô ngon. Này người ta nấu chín rồi mình chỉ cần nóng nóng. Có nóng rồi cho nó nóng chín. Đậu. Chú bắt đậu à? Em. Cá bắn nè. Cá này là cá gì đó? Cá bóng mú à. Cá bóng mú là 2,5 kg anh thôi. Cá này là cá bóng à? Cá bóng mú. Cá bóng khổng lồ không phải cá bóng mỡ 2,5 kg một con. Ừ, nó làm cái khu quá. Đấy là cái ruột không? Đừng có nói cái ruột, cái đó là cái khu. Đây là cái khu. Cả nhà vô. Anh đang tìm cái ruột hả? Ừ, cái ruột. Có trứng rồi nè. Có trứng nè. Cái trứng là đưa lon á. Trứng là lon phải. Ôi, nguyên cái trứng cả bóng mú luôn. Trứng là lon. Lon ăn cái trứng. Kiếm cái ruột thì có nữa không? Anh kiếm cái ruột coi, ruột đâu rồi? Nó chống chất còn nữa. Em đi chán là chị ít cơm nè. Dạ, để mà có nhiều mà. Nhìn canh chua quá thì ngon luôn. Không thấy. Ôi, sống đánh vô nhà luôn bà con ơi. Rất là dữ luôn. Hôm nay chị Loan đưa mọi người đến bãi dài Nha Trang. Rất là độc lạ, ở bãi biển này mình chưa đi bao giờ. Rất là hay luôn. Bãi biển rất là sạch, rất là trong. Mình thấy ở đây mọi người đều rất là thích. Bây giờ chiều mọi người ra tắm biển rất là nhiều nè. Ở đây người ta cắt cái chạy sát mé biển luôn. Nước lớn là tràn vô cái chạy luôn nè. Đó, dữ chưa? Tràn vô cái chạy luôn. Ồ, sóng đánh vô luôn nè. Ồ, nước biển rất là trong mà màu xanh này mà rất là dễ thương. Rất là đẹp luôn, mình thích cái màu biển này nè. Thường là màu biển màu xanh da trời nhưng mà biển đây giống như là màu ngọc bích vậy đó, màu xanh lá cây. Bây giờ cả đoàn mình đi tắm biển cả nhà ơi, chị Loan đi xuống tắm biển luôn. Tại vì giờ này chiều rồi đó, trời rất là mát. Trời mát chị Loan mới xuống tắm, còn mình thì hồi buổi trưa mình tắm rồi. Xin chào. Đi tắm biển không em nha, mắt kiến. Ta dọc nước mà. Xuống dòng nước. Xuống tắm hay xuống dòng nước? Lôi xuống. Lôi xuống. Lôi xuống. Bây giờ về chiều trời rất là mát luôn cả nhà ơi. Nước giờ nước biển bắt đầu nó dâng lên cao nè. Chị Loan em giới thiệu là chị Loan đi tắm biển mà. Ủa. Đi tắm biển mà kêu đi tắm biển mà. Đi tắm biển mà. Chị Loan đi xuống dòng nước hả? Đi tắm biển. Đi tắm, đi tắm. Mọi người ra tước ngoài biển luôn. Biển ở bãi dài thì rất là bằng luôn. Cho nên là mình đi ra xa vậy chứ nó không có cao cả nhà ơi. Nó biển nó lại lại hả. Tắm ở ngoài này rất là đã luôn. Sóng biển về chiều rất là nhiều luôn. Chết luôn rồi. Coi tắm không lên luôn cho coi. Rồi chị Loan đi ra tắm biển luôn rồi.
Rồi, dì lên cổng ra ngoài tức rồi kia luôn. Hoàng tử tạo công chúa đi ra biển rồi. Chị Loan tắm được không tới 5 phút nữa. Gà nhúng nước chút xíu rồi lên rồi. Vậy là nhiều quá. Vậy là nhiều rồi đó. Rồi sau khi tắm xong thì đoàn mình sẽ tắm rửa thay đồ xong rồi chuẩn bị đi về cả nhà ơi. Mình cũng xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị đã yêu mến chị Loan cũng như yêu mến vợ chồng mình và tất cả mọi người ở trong đoàn đã ủng hộ và xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào chị Thầy. Rồi. Mấy năm gặp lại chưa? Ngày mai đi tiếp nữa mà. Đi tiếp nhưng mà chỗ này là mình hẹn gặp lại bà con cô bác trong hành trình tiếp theo nha.